Các bạn thân mến, chúng ta thường được khuyến cáo là không nên nghe điện thoại ở ngoài đường hoặc là ở nơi công cộng để tránh bị giật điện thoại. Tuy nhiên, có những cuộc gọi mà chúng ta không thể không nghe ngay khi mà chúng ta còn đang phải di chuyển trên đường. Và cảnh giác cao độ là điều chúng tôi khuyên các bạn trong trường hợp mà chúng ta sử dụng điện thoại ở ngoài đường. Khi mà chúng ta nghe điện thoại thì bạn nên chú ý không nên vừa điều khiển xe vừa nghe điện thoại. Và nếu buộc phải nghe điện thoại thì các bạn cũng nên dừng xe bên lề đường. Trong lúc nghe điện thoại nên nhìn xung quanh, nếu thấy có người đang lao xe thẳng về phía mình thì chúng ta cũng cần cảnh giác. Ngoài ra thì trong một số tình huống cụ thể chúng ta cũng nên chú ý tới những lời khuyên sau đây của Vasily Hoàng Mai để có thể giữ an toàn cho điện thoại của mình. Khi chúng ta nghe điện thoại mà chúng ta cầm như thế này hoặc là như vậy thì chúng ta rất là dễ dàng bị người ta giật điện thoại. Chúng ta nên cầm, chúng ta có động thái là chúng ta để cái tay gá vào như vậy và chúng ta nghe, thì khả năng người ta nhìn vô người ta giật rất là khó. Ngoại trừ những trường hợp là dân chuyên nghiệp giật thì chúng ta mới bị mất thôi. Khi chúng ta nghe điện thoại mà chúng ta bị giật thì cách đơn giản chúng ta chỉ cần hạ tay xuống như vậy thôi, chúng ta không bị giật nó mất. Chúng ta không nên gồng lại với người ta. Hạ tay xuôi xuống như vậy. Khi chúng ta cầm đúng phương pháp, có nghĩa là chúng ta có động thái là gài ngón tay như vậy, thì người xấu mà muốn giật điện thoại chúng ta cũng rất là khó. Thì chúng ta chỉ cần khi được chạm tay vào người thôi, chúng ta chỉ cần thả lỏng ra thì chúng ta sẽ không bao giờ bị mất điện thoại. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi những hướng dẫn của Vasily Hoàng Mai về cách sử dụng điện thoại an toàn khi ở ngoài đường. Và các bạn có thể theo dõi những kỹ năng tự vệ tiếp theo của chúng tôi trên trang web của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ở địa chỉ www.voh.com.vn.